nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu tận dụng tốt hơn những ưu đãi từ hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và vương quốc anh đặc biệt trong lĩnh vực thương mại xanh và công bằng một xu hướng phát triển tất yếu của thương mại toàn cầu bộ công thương việt nam và đại sứ quán vương quốc liên hiệp anh và bắc ireland vương quốc anh tại việt nam đã đồng tổ chức hội thảo hiệp định ukvfta thương mại xanh và công bằng với việt nam tại hội thảo lãnh đạo bộ công thương đã nhấn mạnh phát triển xanh đang là xu hướng phát triển quan trọng trên toàn cầu nhằm đáp ứng yêu cầu về phát triển bền vững việt nam đang trong quá trình chuyển đổi để thực hiện những cam kết quốc tế về phát triển bền vững tiết kiệm năng lượng và cam kết về khí hậu đối với doanh nghiệp đây là cơ hội tạo ra hàng hóa và dịch vụ thân thiện với môi trường để hàng hóa thích ứng với các tiêu chuẩn ngày càng cao liên quan đến bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu các diễn giả chuyên gia tham dự hội thảo cũng đã chia sẻ cung cấp thông tin cụ thể hơn về cam kết có liên quan trong ukvfta chính sách thương mại xanh và công bằng của anh trong bối cảnh phát triển xanh đang là xu hướng phát triển quan trọng trên toàn cầu nhằm đáp ứng yêu cầu về phát triển bền vững và chống biến đổi khí hậu